mà làm gì ở đây? Mà đi với con Nghĩ nào? Con Nghĩ nào? Nghĩ nào đây đây? Mà đứa nào trong đó đó? Mà mày ra đây cho tao coi. Hả? Mày mặc quần áo vô cỡ tao. Bạn con mẹ ơi. Con đưa cô qua bên này thì con định vị trên điện thoại con cô á, mà trên Zalo á con định vị được thì con cô đang ở bên bên này. Con đưa cô qua thì cô cứ bình tĩnh, là vì con thấy trên vị nó bảo đó là nhà nghỉ á cô. Rồi. Dạ, nếu không sao đâu cô ạ. Con trai của cô trong khách sạn hả cô? Dạ, dạ đúng rồi, nhưng mà cô vào cô bình tĩnh thôi, mình cứ mình nói mạnh, mình mệt quá thì mất công, cô lớn tuổi rồi mà nó lên mình tin cái này con không biết đường nào lần luôn á. Cô từ từ bình thường thôi nhá. Nhưng mà có chính xác là con trai của cô không con? Dạ, tại vì con định vị được á, tại vì iPhone á, trong bữa con bảo cô định vị đó, con định vị được thì đang ở nhà nghỉ rồi. Trời ơi là trời. Cô, từ từ không sao con, mình cứ bình thường đi, mình ấy quá thì mất công nó mất hay quá. Con trai cô á, ở nhà nó hiền lắm. Hiền hả? Con không thể nào ngờ mà nó như vậy đâu con. Thì nhiều lúc nói chung là mình cứ vào đây là mình tính sao, tại vì bên khu bên này thì nhà nghỉ nhà kia con quen hết, không mình vào được hết đâu. Cô không ngờ cái con của cô nó lại tác tệ đến như vậy, không thể nào ngờ thiệt mà. Dạ gần tới rồi này cô. Vậy hả con? Dạ cô bình tĩnh nha. Trời ơi là trời, con ơi là con. Bước trên con đường này, cho tao một lý do để tao có thể, tao biết nhường mày. Tao không chán vì tao đang làm, vì tao được trao đúng với cách thiên cha để nhận quý giao. Sao gì được tao gã vẫn phải biết cao đầu. Tao mặc sắc mà đứng lên, có anh em kề vai, gia đình sống đứng lên. Chim chiến máu mặt vẫn lên, dạy mà đủ và đứng tao quý. Mày đừng có mất cầu hết, xã hội cam go. Cuộc sống chân chế là chết đây là nước hoa Agawan thuộc công ty của Dũng từ đầu tư và mở ra. Tinh dầu Dũng nhập từ châu Âu và sản xuất tại Việt Nam nên giá thành nó rất là rẻ, có 370.000 một lọ nước hoa này thôi. Mọi người mua ủng hộ Dũng để Dũng đang gây quỹ từ thiện, lấy 20% từ lợi nhuận nước hoa để làm từ thiện, sẽ làm clip nhiều clip từ thiện cho mọi người cùng xem. Và mọi người mua ủng hộ Dũng nha, có 370k thôi. Dầu thơm rất là thơm, xịn sò, tinh dầu của Pháp. Ok. Đó. Đó. Bố mày. Mày ngồi xuống đó mày. Mày ra đây. Sao hả hả? Tại sao vợ con của mày ở nhà? Hả? Mày không ở nhà vợ con mày mà đi đến đây. Mày làm gì con mày? Hả? Mày làm gì ở đây? Mày đi với con Nghĩ nào? Con Nghĩ nào? Nghĩ nào đây đây? Mà đứa nào trong đó đó? Mày ra đây cho tao coi. Mày mặc quần áo vô cỡ tao. Bạn con mẹ ơi. Mặc quần áo vô, đi theo mẹ về. Mở cửa em ơi. Mặc quần áo vô. Không. Mày nói đi. Mặc quần áo vô tao, lấy quần áo mặc vô cho tao. Hả? Mày giữa có con Nghĩ nào vậy? Hả? Vợ con. Anh à, thôi được. Ở nhà vợ. Cô con này, thôi anh ngồi xuống đây, ngồi xuống đây nói chuyện với cô. Anh ngồi xuống đây nói chuyện với cô. Sao vậy? Cô ngồi xuống đây nói chuyện với anh này cô. Ừ, ta khổ lắm mà. Mày làm như vậy á, giờ nhỡ con mày biết được thì sao hả con? Trời ơi, thông gia nó biết được tao muối mặt nè. Trời ơi, trời ơi, tại sao tôi có một thằng con trai nó tệ nó như vậy hả? Vợ mày nó hiền, nó đẹp hả? Nó có làm cái gì cho mày phật ý hay không hả? Tại sao mà mày đi mày rước con Nghĩ nó vô đây hả mày? Mở về nhà cho ta. Mở đi. Hả? Trời ơi. Tao chết liền bây giờ cho mày coi. Cô từ từ. Mình cứ từ từ mình nói chuyện cho anh hiểu cô. Mình nói ấy quá nó ấy. Tại sao mày tắc tệ vậy mà hả mày? Hả mày? Mày là con trai của tao. Trời ơi. Con từ từ cô. Biết được. Từ từ cô. Không sao. Tao muối mặt nè. Hả? Tao xấu hổ với bà con làng xóm. Trời ơi là trời. Mày tác tệ quá trời là con ơi thật con ơi. Cô từ từ cô không sao đâu.
Cứ từ 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 đi ngồi, con ngồi bình tĩnh tí rồi nói chuyện, con sao bình tĩnh tí rồi nói chuyện. Không thể nào được, ba nhận thở là trời, tôi đâu có dạy nó như vậy đâu. Anh nói gì mẹ đi kìa, mẹ ngồi mẹ mê chưa? Con làm gì đâu mẹ ơi? Con không làm gì hả? Cô nhân nghỉ với con người ta bảo không làm gì là sao? Đúng rồi đó, con không làm gì, con vô khách sạn làm gì? Ở nhà có phòng, ở nhà có vợ có con. Con không ở, con vợ phòng khách sạn này, con mướn khách sạn này, con làm gì? May là mẹ anh tới á, vợ anh tới thì nó cào đầu anh rồi. Trời ơi là trời, vợ con mà nó biết được á thì nó dẫn con về nhà ngoại nó luôn. Trời ơi, con có biết không hả? Mẹ có con đứa cháu ngoại thôi, một đứa cháu nội thôi. Trời ơi là trời. Trời ơi. Anh quen nhỏ này lâu chưa? Hả? Anh quen nhỏ này lâu chưa? Em ơi, bước ra đây đi em. Anh quen nó lâu chưa? Con có biết mày ơi. Hả? Mày tát tệ lắm rồi. Hả? Tại sao mày hư thân mày vậy? Hả? Mày nói tao nghe coi. Tại sao ra đến vấn đề này? Hả? Nói cho tao nghe. Trả lời mẹ anh đi. Ngồi gục đầu hoài vậy? Chơi được chịu được chứ. Nhà có con có cái rồi xong rồi ra đây còn gái gú nữa là sao? Bây giờ con nói đi, nói cho mẹ nghe đi. Tại sao vậy hả con? Tại sao con bác tệ vậy hả con? Nói không? Hả? Mày đứng dậy mày mặc đồ vô cho tao. Tao bút một cái trên đầu bây giờ. Mặc đồ vô. Mày mặc đồ vào đi, không là bà lại xuống đấy bà. Mày sợ ai? Mày sợ tao, mày đâu có xanh mặt như vậy. Hả? Vợ con ở nhà á, mà không ở. Mày đó, mày má ra đông. Hả mày? Hả? Lần này á, tao mà nói cho cha mày biết á, cha mày đã cắt lương mày luôn. Không cho một mày một đồng nào nữa hết. Bữa coi mày còn có tiền có bạc để mà mày làm cái trò dơ bẩn này không? Khóc cái gì mà khóc, con trai đi chơi gái mà khóc, má nói thời. Tệ thật chứ. Tại sao vậy hả con? Hả? Con sung sướng quá rồi, cho nên con sanh tệ mà. Lưng dài dai rộng, không có làm ăn gì hết. Nhỏ này không ra mày. Còn con kia? Mày núp vào trong luôn đi. Mày ra đây cho tao mày. Ra đây. Nó có vợ có con rồi nha. Mày coi đó mà sống nha. Chạy vô. Kiếm thằng nào trai tân mà cua nha. Thế nào mày biết được. Tệ quá tệ. Đi về. Mày sợ ai mày? Mày sợ ai? Hả? Hả? Mày làm cho xấu mặt tao không hả? Hả? Trời ơi là trời. Con với trai. Ủa sao? Trời ơi. Cha mày á mà biết được là cha mày giết mày đó. Cô. Gì con? Đồ con trai. Hả? Cái gì? Đồ con trai. Dạ. Ôi trời ơi. À, được rồi. Trời ơi. Thôi đủ mất tề, kinh khủng luôn rồi, đi ngủ với trai luôn mới đau chứ. Trời ơi, con ơi con. Mày bây giờ mà đổi giới tính rồi hả? Trời ơi. Con ơi là Thôi bình tĩnh đi cô. Thôi cô bình tĩnh đi cô. Tôi đẻ ra một thằng con trai. Mà bây giờ Nó lại đi ngủ với một thằng con trai khác. Trời ơi là trời. Bình tĩnh đi cô, bình tĩnh cô bình tĩnh này. Thôi rồi đi cô con đưa cô ra trước này. Cô bình tĩnh, đi. Cha mày mà anh biết được. Coi thu xếp mày về nha. Cha mày sẽ giết mày chết. Cô đi về, con chờ cô về chứ. Anh qua thu xếp mà về nha.
Đây là nước hoa Agawan thuộc công ty của Dũng từ đầu tư và mở ra. Tinh dầu Dũng nhập từ châu Âu và sản xuất tại Việt Nam nên giá thành nó rất là rẻ, có 370.000 một lọ nước hoa này thôi. Mọi người mua ủng hộ Dũng để Dũng đang gây quỹ từ thiện lấy 20% từ lợi nhuận nước hoa để làm từ thiện, sẽ làm clip nhiều clip từ thiện cho mọi người cùng xem. Và mọi người mua ủng hộ Dũng nha, có 370.000 thôi. Dầu thơm rất là thơm, xịn sò, tinh dầu của Pháp. Ok. Xã hội thì chính xác cái đầu mày cần phải tỉnh táo. Biết phận mày thấp hay lo cố đầu thật thấp hay lo mà tỉnh giáo. Bây giờ thì không phải ngại thằng nào từ khi điều nhỏ điều đó là căn bản. Sống cho đúng chữ nghĩa không thì mất máu, đây là quy luật của băng đảng.